Thì hôm nay với clip này thì mình hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật khoan hố trồng tiêu và trồng chanh dây. Thì với clip này thì mình khoan cái hố này là sâu 60 rộng 40. Thì với cái mũi khoan này thì mình trồng chanh dây với trồng tiêu. Thì đầu tiên thì trồng tiêu trước. Thì qua clip này các bạn xem về cái việc khoan hố như thế nào. Thì hồi xưa thì đàn, bây giờ có máy móc hết, người ta khoan hết rồi, khoan rất tiện lợi. Thì với một hố này thì mình khoan chỉ có 2.000 thôi, thì rất là nhanh, một ngày chúng ta khoan có thể lên tới mấy trăm, có thể lên tới 1.000 hố tùy vào công suất của người khoan. Như sáng nay mình khoan mới có mấy tiếng thì đã được 300 hố rồi, thì đây là cái hố cuối cùng cũng gần hết rồi. Nên bà con xem cái kỹ thuật này, vui lòng đăng ký kênh để mình vài bữa mình sẽ quay cái kỹ thuật trồng tiêu luôn. Thì bà con theo dõi và xem hết clip này nhé.